Ơi, xin chào quý anh em, quay anh em mình xem một cảnh đánh lưới trong đèn của tàu cá khai thác lưới quay Phú Yên cùng với anh em của đoàn thu mua đang hoạt động tại vùng biển Phan Thiết. Thì cái vùng biển Phan Thiết mà cái vùng biển mà lôi cuốn rất nhiều anh em khai thác ở những tháng đầu năm và những tháng cuối vụ mùa. Và đây cũng là cái vùng biển mà để lại cho mình nhiều cái cảm xúc nhất khi khai thác ở cái vùng này. Những cái cảm xúc đó là khi mà khai thác ở cái vùng này, thứ nhất là anh em đi mua bán ở cái khoảng cách nó rất là xa. Khoảng cách xa thì nó cũng có những cái điều bất tiện này kia, nhưng mà anh em trên ghe thu mua của mình khi đi mua bán ở những cái tỉnh lẻ khác thì nó cũng đỡ lại cho mình nhiều cái kỷ niệm. Cho nên là khi khai thác ở cái vùng Phan Thiết là cái vùng mà có những cái điểm anh em sẽ vào mua bán cá, đó là vô trong khu vực cảng Phan Thiết là một. Thứ hai nữa, anh em sẽ vô về cái vùng cảng Cà Ná. Và thứ ba, những anh em nào linh động hơn thì chúng ta sẽ lên khu vực đảo Phú Quý để mua bán trao đổi. Thì mình quay của cái cảnh lưới quay đánh bắt trong đèn tại cái vùng biển phía bên ngoài dưới giàn khoan, những cái giàn khoan dầu, cái vùng tiếp giáp giữa vùng biển Phan Thiết và Vũng Tàu. Một buổi sáng rất là yên bình, bình minh lên rất là đẹp, quay cảnh lưới quay đánh cá trong đèn cho quý anh em ở trên kênh xem. Thì những cái hoạt cảnh mình quay thì anh em vô xem thì đa phần thấy những cái hoạt cảnh nó cũng bình thường thôi chứ. Bởi vì mình lo lái cho nên là ít khi mà quay những cái sát những cái hoạt cảnh cho anh em xem được. Thì những anh em nào mà đã từng đi khai thác ở những cái vùng biển Phan Thiết á, thì những cái video này sẽ để lại cho anh em nhiều cái cảm xúc hơn đối với những anh em mà thích coi những cái hoạt cảnh về lựa cá hay này nọ. Bởi vì đa phần mấy anh em mình đánh bằng lưới quay á, là anh em mình đánh cái con cá rặt là chính. Con cá rặt là sao anh em biết không? Con cá rặt là con cá, ví dụ như anh em mình đánh về cái vùng cá nục thì anh em mình khai thác cùng một cái lài cá nục thôi. Chỉ khi đánh bắt lên rồi anh em mình sẽ vô thẳng là trong hầm, chứ không có như những ghe dễ cào rồi ngồi banh lựa ra cá này cá kia. Thì anh em sẽ coi nó nhiều cái hoạt cảnh về cá hơn. Còn anh em lưới quay bên mình là chủ yếu đánh cái số lượng lớn lên một lần, cho nên là anh em tiến hành bảo quản và muối cá trong quá trình nó rất là nhanh. Anh em làm trong quá trình gọi là rất là nôn nóng và hấp tấp, trong cái tần suất nó rất là nhanh, đỡ kịp cái thời gian đỡ anh em chạy vô bờ bán cá nữa. Cho nên là đa phần những cái khoảng thời gian mà rảnh rỗi như trong đèn rồi quay những cái cảnh giác lái như thế này nè, thì mình quay được nhiều hơn cho anh em xem hơn. Còn những cái đoạn mà vô công chuyện làm là anh em nào phải là tập trung công sức cao độ 100% hết. Thì ở những cái vùng trời Phan Thiết á, xung quanh thì đa phần không có thấy núi. Khi nào mà khai thác ở những cái khu vực mà gần đảo là anh em chỉ thấy đảo Phú Quý mập mờ một tí xíu thôi. Còn khai thác tại cái vùng Phan Thiết thì nó có những cái cảm xúc cũng là đó là xung quanh biển trời rất là mênh mông, nhưng mà khi buổi sáng là bình minh lên rất là đẹp. Và ở đây nó cũng có nhiều điểm khai thác anh em. Thứ nhất là những anh em làm vùng Bình Định thì anh em sẽ khai thác ở những cái vùng cá điểm. Cá điểm có thể là con cá điểm nó về điểm hàng năm, hoặc là cũng có thể là khai thác cá điểm trong đèn. Tại cái khu vực khai thác của mấy anh em mình đó, là cái điểm khai thác của cái nghề lưới quay thì khác. Còn đi sâu vào bên trong hơn, trong khu vực giàn khoan là khu vực khai thác của anh em pha súc nè. Rồi khu vực khai thác đó cũng là cái khu vực khai thác của anh em làm nghề mành chè. Họ làm ở những cái khu vực, những cái điểm rạn á, họ làm, họ đặt chè, làm nghề mành chè ha. Khi đi vào những trong những cái khu vực này thì chúng ta sẽ bắt gặp những cái tàu lưới quay mà nó cũng hình thức như lưới quay đêm á, nhưng mà được đóng theo cái mẫu tàu cá của anh em Phan Thiết.
Thì những cái lưới quay đêm của Phan Thiết thì bây giờ như thế nào thì cũng không rõ ha. Nhưng mà đa phần là anh em lái tay, ghe to cỡ nào anh em cũng đóng cái dàn lầu ở trên rất là cao và anh em sử dụng lái tay. Và khu vực Bình Nói và khu vực Mình Chè là khu vực đó, bên cạnh những cái khu vực đó ha, là cũng là cái khu vực của những anh em làm nghề lưới quét ha, lưới quét hoặc là nghề câu sỏi. Và khi mà chạy vô trong cái khu vực bán cá, trong những khu vực gần hơn nữa, gần tới khu vực bờ, sẽ là tới khu vực khai thác của anh em làm nghề lưới trụ bao. Thì bây giờ ghe bên mình máy ảnh đánh chắc cũng tầm được 7-8 tấn gì đó ha. Mấy anh em ở trên ghe thì đang tiến hành lót 7-8 hầm. Lót 7-8 hầm, trước mắt lót 7-8 hầm ha. Nếu mà có cá thêm nữa thì lót tầm chục hầm. Tầm chục hầm thì mấy anh em mình sẽ chắc chắn là sẽ chạy về khu vực Cà Ná để bán cá rồi. Cảnh đánh lưới trong đèn của mấy anh em mình tại cái vùng trời Phan Thiết, chạy một cái khoảng cách rất là xa để xuống đây đánh bắt, hy vọng là cá rất là nhiều ha, lên chuyến nào rồi xuống lại chuyến nào, chở dài chuyến mới có tổn có ăn. Đây cái đẩy cá nó cũng găm găm nè anh em, cái đẩy lưới thưa, cái đẩy lưới thưa hay còn gọi là cái đẩy lưới quay đêm á. Thì anh em thấy là cái khoảng cách từ giữa cái hông ghe đi tới mũi nó rất là xa, cho nên là nhiều khi anh em quay bình quay cho anh em xem, mình thấy nó có một cái tấm cá nhưng mà nhìn vậy cho nó không được 4-5 tấn nha anh em. Còn cái đẩy cá chung bung như thế này nó phải nằm tầm phải hàng chục đó. Bởi vì ghe lớn mà, ghe đánh bắt dạng lớn mà cái đẩy nó găm cứng mà mười mấy hai con, hai chục con người ha, hai chục con người nếu cái tầm nặng cỡ đó là cái đẩy nó có cá anh em. Bây giờ là mấy anh em mình chuẩn bị nè, chuẩn bị là vào cuộc là tiến hành là tranh thủ là muối bảo quản cá, vừa xúc lên mà con cá nó còn dãy đạt á, là muối cho đá vào là muối một cách là y bài bản nhất. Đó là con cá nó tốt nhất để cho mình tranh thủ mình đi cái quãng đường xa. Chứ kè cơ ý ơi là thứ nhất là khoảng thời gian mình chạy nó xa làm nó chậm trở, thứ hai nữa là bảo quản con cá nó không có đẹp.